Chào mọi người nhé. Hôm nay nắng quá mà mình cũng cố gắng đi làm một kèo bịp bịp cho nó đỡ giải tỏa cơn nghiện. Hôm nay chỗ mình nắng quá nên là thật sự đi rất là uất nhé. Tại vì mấy loại con chim mồi của mình nó mang đi sút nhau với chim mồi nên hôm nay bị đau chân nên mình nghỉ mấy hôm liền, hôm nay mình mới đi. Thì nhớ anh em thì năn tăn mà hỏi là mồi chấm mồi mồi mái, thì đây con mồi mình là mồi mái nhé. Các bác thử xem biết chơi con mái này như nào. Đây mình đang sử dụng lụp số 2 này, mẹt đôi và mẹt đơn. Chỗ này nó có cái đường mòn này, mình có thể phán đoán là đi từ đây sang, nên là mình đặt cái mẹt đôi này song song với cái lụp để xem trường hợp này như nào nhé. Còn mẹt đơn thì mình để ra ngoài kia. Còn kêu hay không thì chăm sự nhờ loa nhé. Quá chật. Thank you.
chó nó các bác nhé. Được luôn. Được giá cưng các bác nhé. Rất là máu. Đến đánh nhau con mồi. Tôi sẽ thả con này ra. Đi đi. Các bác thấy là đôi khi anh em cứ bảo là phải chơi mồi mái, mồi trống. Thì đây con này của mình là con mái nhé. Các bác thấy mồi mái như vậy là ok chưa? À, mình bố trí 2 mét đây mà nó đi nó khe qua 2 mét để nó vào đánh con mồi của mình. Đi qua đúng một khe hẹp luôn nhé. Tại vì vừa nãy mình phân đoán là phải đi từ đây sang. Nhưng mà nó không đi từ đây sang mà nó lại đi từ góc kia. Thì chơi mồi thì con mái thì có thể là nó không kêu nhiều. Nhưng mà nếu mà con mái thái độ tốt ấy, các bác thấy là hoàn toàn ok. Con này hôm trước của mày mình đi đây đi mình đi chơi mình có treo ở một chỗ, sau đó mình đi chơi mình không để ý. Nên là hôm đấy nó ở cái nụp số 1 nó đánh nhau với này con kia nên là chân nó đau nó chưa hết hoàn toàn ấy. Nhưng hôm nay nó vẫn chiến căng luôn nhé. Không hề sợ một chút nào cả nhé. Lục số 2.